ai ở nhờ để bằng đêm hôm á, còn có cô này cô lo dọn. Cô là con gái hay là gì? Cháu dâu mà rất là thương, thấy cái bả có một mình nên nó đem ở đây đừng đau bệnh. Ôm giùm một gạo giùm cháu bà chứ. Dạ. Cô này có cái đặc biệt, cô sống mình nên không có chồng nữa đâu, có lo bà này. Đâu có đem theo đâu. Ủa tôi cháu vô không có chồng làm sao? Không ai có chồng mà sinh ra chồng cái đó. Cũng mới mưa ra bước luôn chứ chắc là giờ kìa. Dạ. Có đem mấy hôm còn sinh gì? Có đem mà không có đem thuốc rượu. Bà nhất lắm hả? Nè nè nè. Dạ. Rồi. Dạ. Biết chú. Biết biết. Dạ. Dạ. Tương luôn nữa. Cái gì? Được rồi, tụi anh tranh thủ đi. Rồi đi đi chị ơi. Con mới cho bạn trai đó. Rồi, thuốc rượu đâu có đem theo đâu, không có. Dạ, quá cái đường đi, đàn ăn. Chị Sen. Dạ. 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 Rồi đâu rồi? Đâu bà đi hả? Bà đi ra ngoài kia rồi. Rồi sao đưa tiền? Bà đi ra ngoài kia. Bà Quyền. Bà đi nè, bà chờ bà Quyền. Đi đâu rồi nên la làng nãy giờ nữa mà. Rồi giờ nữa đâu. 7 giờ mệt. Ừ. đi về đi vệ sinh đi đâu cái bên nãy giờ mấy lần rồi đó nó... Hả? hồi nãy thấy ghé ba căn nhà mình nói chắc ghé nhà đồng đạo chứ đây thấy có ai nghèo đâu mà vô đây. Dạ. Mới nãy nè Út Hà mới vừa ghé vô nói này chắc nhà đồng đạo chứ ở đây có nhà nào nghèo đâu mà cho ai về đâu mà đưa vô tới trong cái vòng sâu trong đây nè. Dạ hay quá, bởi vì đặt cái tên là Dũng siêu âm đường phố đúng thiệt luôn á, chỉ có máy siêu âm mới gài ra được mấy cái nhà mà cơ nhỏ ở trong này nè. Mình sống có yên tâm đâu, khi những người này qua đời thì mình phải làm sao mà hồn dương phải đến đây được không ta? Dạ. Trời có cảnh là ở nhà trọ không có chỗ để xác, phải xin về bên mình. Nó thì phải qua cầu khỉ nè. Mình bên có chạy hồn nè, rồi có cầu thiêu nè. A Di Đà Phật. Để cho mình tôi nha, định vịnh tôi nha. Không có vịnh chụp được không? Đây, qua cầu khỉ nè, chị Trúc Sen đang đi cầu khỉ qua kìa. Không thấy đường qua cầu khỉ luôn. Nó hay trồng cái nó làm cho con mắt mình nó bị lòa. Trồng trên, trồng dưới. Đắp tay cho đi. Dân là các tỉnh này, hôm nay là đi cùng nhau. Dạ. Các tỉnh thiệt luôn á, nhiều tỉnh lắm á. Đi tuốt ở trong vườn vậy nè. Hai ông bà mở trong chổng mà lỡ mưa gió hay bệnh hoạn rồi sao đi ra đây mà đi khám bệnh được chàng. Quá chàng luôn rồi. Mạnh giỏi hoài thì nó đỡ. Đau ốm rồi làm sao mà đi ra. Cảnh miền quê thấy đẹp quá mà nhìn hai hoàn cảnh ông già thấy thương tâm quá cả nhà ơi. Lỡ mà bệnh đau có gì đi. Bởi gì? Vậy mà chú Dũng cũng vẫn vô đem hòm vô nha em. Dạ. Có gì cũng đem hòm vô. Xe cứu thương đem vô. Có gì cứu thương gì đâu. Đó là nãy ghé vô cái nhà này nè. Ủa? Nhà vậy mà mình có gì đâu mình cho.
à, dạ, sốc không. Hay quá. Hướng người thành phố hôm nay đến nhà. Hướng người hiền tế xứ xa cũng là con thầy tổ mẹ cha một đường. Alo, một hai, đúng không sao? Quay nhiều quá, con cao được. Thôi, có tặng gì đó. Nhưng quay là con bình thường thôi. Rồi, không quay nữa, không quay nữa. Cái mắt tính chưa quay. Rồi, không quay nữa, nghỉ quay rồi. Dạ. Quay cây, quay cảnh. Con đang khang tiếng quá trời luôn, con xuống đó. Đây bà cụ đây. Nhà bà cụ nè. Ở trong nè, cái vách trước nhà bà cụ nè. Ủa hai người luôn hả? Hai ông bà luôn hả? Đây đi. 83 tuổi. Đây cái nhà của bà như vậy nè. Đó có những dán cái mặt tiền nhà của bà như vậy đó cả nhà. Bà tôi con tranh thủ dữ lắm luôn bà ơi. Nè ông bà ngồi đây đi. Ai Di Đà Phật, mẹ ơi mẹ ngồi đi. Bà cũng mới té gãy giò. Nè ông ngồi đây đi. Đâu à? Ông đâu rồi? Đây ông đây. Ông không có thấy được. Ông đâu rồi? Đâu rồi? Nhớ lại hồi xưa coi ngồi cặp cổ sao đó. Hồi xưa hai ông bà hẹn sao? Nhau sao? A Di Đà Phật hôm nay chúng con từ khắp nơi có chút tấm lòng. Dạ. Có chút tấm lòng yêu thương xin gửi đến ông bà. Kính chúc ông bà được nhiều sức khỏe, thân tâm luôn thường an lạc. Nhớ cố gắng niệm Phật nha ông nha. Nam mô A Di Đà Phật. Ông niệm đi ông. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Mẹ ơi mẹ khỏe bà khỏe. Nam mô. Có gì tụi con xuống để con thăm nha. Giờ mẹ niệm với con ăn uống A Di Đà Phật. Ăn uống ngủ nghỉ cho khỏe. Cảm ơn mẹ nha. Thì thường mấy con mẹ quen lâu trời ơi nghe. Không công nhận Dũng thuộc hết trơn mấy cái địa chỉ này hay á. Dạ. Hay thiệt luôn. Vậy hả? Vũ siêu âm đường phố hả? Dạ, quá hay luôn. Dạ, bị có máy siêu âm mà ha. Dạ. Quá tuyệt luôn. Tôi có cái hả? Hả? Có cái hả? Có cái hả? Mà thứ này không khác không? Ờ thứ đó đó. Ờ vậy có thôi, chị cho đặt trước phải không? Rồi Di Đà Phật thôi giờ chúng con xin rồi ông bà khỏe nha, gắng chào bà chúng con về, tại vì tụi con còn bố gì mà vậy quá đó. Dạ con hát rồi đó mà con cái ai hát vậy hả? Rồi thôi tối rồi quý vị ơi, đồng đạo ơi, tối rồi tranh thủ mà mình đi hoàn cảnh khác nữa rồi. Không giường để của nó bây giờ ở đây đỡ. Lúc đau bệnh là không có đường cái gì bỏ đây. Mấy em coi giường hết trơn nè. À, đây rồi. Rồi đi đi, bỏ ra đi. Đi đi. Dạ. Vô trễ dữ vậy rồi. Nhiều chỗ quá. Đi từ sáng đến giờ luôn. 7 giờ sáng tới bây giờ. Đi. Không không mẹ. Sao chị? Thôi đi vô đi em hỏi đi. Đi đi đi. Này chút. Đi đi. Đi đi. Đi thôi ơi. Thôi nguyên cái vườn dừa này đẹp quá cả nhà ơi. Đi đi. Đi vô trong vườn nè. Ôi. Hả? Đường chỗ chỗ ở biết đùng không. Công nhận chứ hay thiệt á. Đi về nhà buồn buồn mình ngồi. Coi lại đi. Chỗ nào chỗ ta trên biết đùng không chứ. Dũng chia sẻ mấy cái hoàn cảnh ở trong kính thôi luôn á, hay thiệt chứ. Không có đường đi. Đi đi quý vị ơi. Đi ngược lại đi. Đấy. Quay ngược lại đi. Quay ngược lại liền. Rồi đi đi. Qua đây. Có không? Em có gửi không? Có gửi đó, yêu thương. Thấy chưa tới mà. Gửi yêu thương rồi chị cầm. Dạ. Rồi, chào đồng đạo nha. Dạ. Nay đi vô vùng sâu vùng xa. Dạ. Kinh vật không quý vị. Dạ. Đây là trong nguyên cái vườn dừa nè. Giờ này bầu trời cũng sắp phước bóng rồi mà vẫn đoàn thiện nguyện của chúng ta vẫn còn hăng say để đi đến những cái hoàn cảnh neo đơn, những cái cuộc đời cơ nhỏ để đến giúp cho bà con cô bác một phần quà gồm có 10 kg gạo,
mì, rồi dầu ăn, rồi bột đường, nước tương và một chút tịnh tài của 10 kg. Và một chút tịnh tài 10 kg để giúp cho những cái hoàn cảnh cơ nhỡ. Mặc dầu là bầu trời đã phớt bóng rồi, nhưng mà đoàn từ thiện vẫn còn, anh em thiện nguyện vẫn còn hăng say tiến bước. Hả? Cầu hả? Cầu khỉ hả? À, lột dép đi cho chắc ăn nha. Thôi, không quen đi cầu khỉ đâu. Mang gót cao gót làm sao qua cầu dừa. Cầu dừa thiệt tình luôn. Đây là mình đang đi vô vườn dừa đó, nhìn thấy không cả nhà, bầu trời giờ phớt bóng rồi. Dạ, nhưng mà anh em thiện nguyện vẫn còn hăng say tiến bước để vác những phần quà đem vô cho những cái hoàn cảnh neo đơn, những cuộc đời cơ nhỡ. Dạ, thì giúp cho coi cái clip này quý vị thương lắm quý vị, trong nước và ngoài nước nhìn thấy cảnh này thấy dễ thương lắm. Dạ, những bà con cô bác thường thường á than thân trách phận sao cuộc đời tôi khổ quá, nhưng mà bà con cô bác khi ai đã xem được những cái clip này á rồi mình mới cảm thấy cuộc đời của mình như vậy là quá hạnh phúc rồi. Còn những cái hoàn cảnh người ta, còn những cái hạnh phúc, còn những cái hoàn cảnh mà mình đi ngày hôm nay nè, mình chứng kiến những cái hoàn cảnh xót xa ghê lệ luôn cả nhà ơi. Dạ, đó, anh em, đồng đạo, chiều rồi, tối rồi mà vẫn hăng say, đó, vẫn hăng say, đi vô cho tuốt trong cái giường trong đây nè, để xem những hoàn cảnh cơ nhỡ, những hoàn cảnh khó khăn, những hoàn cảnh bất hạnh. Rồi tới một đêm nữa rồi cả nhà ơi. Giờ thì do khi người có hoàn cảnh nữa. Có rồi. Đâu có một phần à. Cũng hai chị em nữa hả? Từ nhỏ lớn không chồng con nữa. A Di Đà Phật cô ơi, hôm nay vậy mình xuất gia hả? Xuất gia kìm ở các nơi. Là hai chị em kìa, hai chị em xin gửi đến hai cô nha. Hai cô san sẻ với nhau nha. Ha. Cố gắng niệm Phật nha cô. Nam mô A Di Đà Phật. Còn cô này nhìn chưa ra được 60 nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trời ơi, trẻ hết sức luôn á. Không ngờ. Cái nút giận này nè con. Nè. Nhìn có khoảng năm mấy 60 thôi. Mà bán 2 tuổi. Cái dáng nhỏ nhỏ vậy đó. Dạ. Tốt hả?
chừng nào hết hết pin hết pin sạc lúc vô sạc đó, đó, đó mở nè. Biết đếm tiền không? Mở đó con rồi. Nói nghe nè chị, biết đếm tiền không? Biết đếm không? Biết đếm không? Không biết đếm tiền. Nghe nó phải mừng không? Còn ai xách bồng này vô đi. Dạ. Rồi thôi xin kết thúc. Rồi tiếp tục một cuộc đời bất hạnh nữa cả nhà. Bữa nay khiêu lên được nhà trên nè, cất nhà lại đó hả? Nói cho ổng nè, anh bắt cho tiền cắt nè. Vậy đó hả? Mình lạnh với ổng mày sao á? Bây giờ mình lên đây rồi. Biết rồi kìa. Biết rồi. Dạ dạ. Biết rồi. Mừng nè. Biết rồi. Dạ. Yeah. Phải không? Biết rồi là biết từ thiện phải không? Nên là biết từ thiện trời, này gái gì Phật còn biết nằm tối ngày không nói ra, này nè, không khi thì nói khi không nói chuyện. Cái này là khổ nghèo lắm rồi, cháu thấy gì tội nghiệp cho tiền nhà cháu cho má thầy ơi, cháu là đừng có kêu bằng thầy, dạ kêu bằng chú Dũng được rồi, không chú đó cả, dạ dạ, con cũng biết rồi, cháu đó đâu biết rồi, như là biết từ thiện đó, cô gắng thiện phận chú nha, đó theo gạch đầu mà không có chuyện được, biết rồi, rồi đi đi, thôi đi đâu rồi nha, rồi cảm ơn các bạn, lại tối rồi đó thôi. Cảm ơn cô nha. Dạ. Dạ. Giọt mưa ướt hết trơn luôn. Cháu nó qua nó thấy ông trời ướt hết trơn rồi nó mới cho tiền cắt. Cái tay cầm tiền không được luôn. Nhiều cho cô ấy. Dạ. Rồi. Rồi em quý vị à, chạy ngang cầu để cắt. Chứ sao ông ấy ngủ hết rồi. Ngừng rồi. Đổ vô mép. Thấy cái nhà này nhỏ nè. Giờ anh em đồng đạo cũng chuẩn bị tới một cái hoàn cảnh nữa rồi. Ôi ơi, cái xe mình lên khói kìa. Xe nãy lên khói hả? Ừ, bây giờ chắc đi chạy làm cái ấy lại, xe hư rồi. Cái gì? Mình sách quà theo hết luôn hả Quỳnh? Quỳnh ơi, sách quà theo hết hả Quỳnh? Sách quà theo hết phải không? Chết gạo, chết tàu thép nữa không? Được rồi, bột gạo quá, quá. Đi không thôi. Đi vô đi. Nha. Bố Quyền đi chùa á, ở dưới quan xuyên á. Có Vũ nè, quay Quyền cũng lại ra cho chị đó. Ừ. À, cái bạn này nhớ ơn Phật á. Đường đi vô vô tuốt trong đồng ruộng luôn cả nhà. Giờ đang đi vô cái vườn vườn dừa vườn chuối luôn nè. Hai bên chuối dừa chuối dừa cho thêm bột bán chuối dừa cho thêm miếng bột bán hùng thêm miếng đường hết sảy cho thêm miếng đậu phộng gan đâm nhuyễn để cho nó mới bá cháy đó, ngon đó cháy
Đang đi cái con đường như vậy nè cả nhà. Đi cái đường pháp hoa pháp phỏm mà lóc ca lóc cốc, cái đường rất là nhỏ vậy nè. Lòng đê mê, đi trên đường đê, lòng đang đê mê. Mát quá, vô đây à, dừa với chuối mát quá. Đây có nhựa nước nè. Buổi chiều mát mẻ. Có bồn rồi kìa. Ở miền Tây. Miền Tây ơi. Rồi tới nhà của bà cụ rồi. Có cây trang trước cửa. Có cây mai. Cây trang, có cây bông mai nữa. Người ta bệnh là trong đây là không có bóng người, người ta ở đây luôn. Chàng ơi. Khi bệnh á hai chị em hả? Kia hai chị em. Chàng ơi. Mẹ ơi, mẹ ngồi xuống đi. Nè nè, mẹ con. Đó nói quý vị nghe là cái nhà hồi đó đó. Thấp tuốt chứ nè, là hai bà già khổ quá, lấy lá chuối lót đi. Hai cụ bây giờ gửi chung được dạ, không? Dạ, gửi chung ra đây. Nam mô Chị Đạo Phật. Rồi bây giờ đó, cái bệnh viện đó, tôi thấy chị đưa con bên đây. Bạn năm bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 1 tuổi. Có một bà, một cái đi, em bên bà vui. Dạ dạ. Em đưa bên bệnh rồi không? Rồi. Mới 16 tuổi. 317 hả? Bạn nhiêu tuổi? Bà ơi, bạn nhiêu tuổi rồi? Bạn nhiêu? Bà nào chị? Bà nào chị? Bà như là bà hồi đó đó nghe làm lúc thì là đi cứ bà kia rồi phải không? Alo. Alo. Bà này em, bà 15 à. Bà này 15 tuổi. 15. Cái máy điện Phật mình lại. Ờ Vũ ơi, trời ơi, cái này phải đã hứa nè em. Dạy với hướng dẫn bà xài luôn á. Được, được, chỉ bà. Để cho bà xài đi hai bà. Xuống chiều quá vậy. Dạ. Trời ơi, tôi con đi tranh thủ đó bà ơi. Bà về này bà vô bà nấu cơm ăn đi. Nấu cơm đãi thằng mẹ ăn nè. Sạc đây nè. Rồi rồi. Con đãi đi con nấu mẹ. Dạ. Rồi rồi. Ở trong thôn quê mà không có bóng người mà có cái máy này là quá ý tưởng rồi. Dạ. Kim sẵn để cho cụ luôn đi. Dạ dạ. Ghim vô điện, ghim vô chỗ này luôn nè. Đây là em. Em hả? Đây là chị hả? 16 tuổi rồi. Mới nãy hồi nãy bển nói chị bên đây em. Bây giờ là đây em. Ờ, bây giờ. Bên này. Chị. Bây giờ này nhớ, bài này còn nghe, bài này không quên được. Đây là em. Nè bà ơi. Nè bà ơi, hai bà trong vườn ở đây không có bóng người thì nhờ lấy sinh giả giáo lý của Phật. Nè. Nè bà ơi, con chỉ cho bà, chỉ có gặp cái nút này thôi. Đây này, cái nút này là lấy tay để vô. Nó ở trong giường không có bóng người á thì bà mở này bà nghe đó. Mấy tuổi? Tắt đi ha. Mấy tuổi rồi? Mấy tuổi? 15, 16 tuổi hả? Nó mở đó bà. Bà đâu chỉ bà đâu em? Nó bà tắt rồi. Bà này là 16 tuổi. Bà này là 15 tuổi, bà này 15 tuổi. Đó, tắt rồi đó. Rồi bà mở coi. Bà mở coi. Nè nè đây nè cái nút này. Này là già quá trẻ là đúng luôn á. Mới vậy bà được rồi, được rồi, được rồi. Đúng rồi. Dạ. Một bà như vậy. Là bà đó bà có 16 tuổi rồi. Bà bảy mấy tuổi, 8 tuổi trơn rồi. Có hai chị em hả? Không có dạ, hai chị em không có con cháu gì hết. Sống ở trong một cái miếng vườn này là không có bóng người. Trời ơi. Quá sốc. Nè vô trong nhà bà thì không có gì sống hết trơn á. Sống sao quá. Con đau bệnh thì đâu có ai mà đưa đón gì đâu. Chống kì vô chống nấu cơm chống kì cái biết bà già này mới vô mới nấu nè cái biết ngàn sao ra ôi trời ơi chậm bằng củi hả tới tới hù à tối luôn chậm bằng củi kìa cái biết nấu còn đẳng kìa nó nấu nó nấu nước ủa sao giờ chưa cũng chưa có nền nữa nè cái bếp mà chậm bằng bếp củi lò nè đàn ơi ôi muốn gớt rồi nấu nước luôn hết luôn kìa.
nhà rộng chứ đâu có ấy đâu, rộng á. Ăn rồi bỏ thí nè, cái đồ khô nè. Nồi gì vậy? Thịt khô. Khô này vậy? Dạ. Khổ quá. Thịt tôi không biết. Còn này nào gì? Nước con tắm, cơm, nấu cơm. Cơm. Chín nè. Vừa nhiều quá. Đi đi quý vị. Rồi đi, có hù rồi. Vậy. Biết bao con đèn mà không cháy đâu rồi. Có con đèn đây nè. Mà không có biết sử dụng điện. Thầy già thấy khổ gì đâu thôi. Điện trùng không biết nữa rồi. Ai đâu làm. Nè bà ơi. Nè nè con chỉ cho bà nút này nè bà. Nè bà ơi. Nè nè con chỉ cho nè không thấy đường cho mất con ăn. Đi đi. Nè chú. Chú bấm chung cái giường chỉ có hai bà cụ thôi. Không có bóng người tới lui. Nè 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 bà bắt cái này nè bà. Này cái nút này là nút phía sau. Cháu biết trước nè. Cháu biết ba. Rồi rồi bà ăn cơm chưa? Dạ. Bà ăn cơm chưa? Chứ bây giờ ai nấu cơm cho bà ăn? Ai nấu cơm? Đi được nè. Dạ đi được bà nấu cơm. Thôi mình đi. Dạ thôi con chào bà nghe. Con chào bà nghe. Dạ. Đi đi. Tại vô những cái con hẻm nhỏ vậy nè cả nhà. Chuối này có ép không ha? À, năm nay tuổi rồi. Năm bao nhiêu tuổi rồi? 86 tuổi. Ê, 86 tuổi rồi đó. Dạ. Hai chồng già ở sống mình nên là ông bệnh đau mà tối ngày. Mà con cái niệm Phật rất là hay. Đâu ở đâu ông niệm Phật cho tụi con nghe con nhớ không? Niệm Phật có nhớ không? Đâu niệm cho con nghe coi. Niệm coi. Niệm không nhân bốn cái gì bác. Ờ niệm Phật hoài đừng đi giải cái nghiệp của bạn mình nha. Tôi cũng bắt cái gì kinh đó. Dạ. Ông năm nay 86 tuổi rồi. À. Thì bây giờ hàng ngày đau bệnh không có làm gì được. À. Thì hàng ngày á niệm Phật. Rồi. Để giải cái nghiệp cái quả mình hồi xưa nhiều khi mình kém phước kém may mắn á. À. Lâm vào hoàn cảnh khổ. Thôi giờ á là niệm Phật đi. Đó cho giải cái nghiệp. Có chút quà mẹ ơi biếu ông. Chia sẻ yêu thương và ông cố gắng. Bà đúng rồi nha, bà tám mấy tuổi rồi. Cảm ơn Phật nha ông ha. Dạ, dạ. Hôm nay rửa tay nói nhỏ không nghe. Dạ, nè nè. Ông niệm Phật nha. Dạ, dạ. Ông niệm Phật đây. Hôm nay đoàn từ thiện của chúng con từ khắp nơi về đây chia sẻ chút tấm lòng. À, chia sẻ chút yêu thương, kính chúc ông được nhiều sức khỏe, thân tâm luôn thường an lạc nha ông nha. Cố gắng niệm Phật nha ông. Chắp tay đi, ông chắp tay lên. Nha, niệm đi. À, ông chắp tay vậy nè, ông chắp tay vậy. Đỡ tiền không á? A Di Đà Phật. Cảm ơn thầy mấy cô giới thiệu nha. Dạ, Nam mô. Năm nay là 86 tuổi rồi, hai chồng già. Già mới cắt lại nè chú. Nam mô. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, giỏi quá. Nam mô A Di Đà Phật. Bỏ bỏ nhà cô niệm bằng kinh. Dạ. Thấy ông minh bản vô cùng. Có cái là có cái mặt thì chơi. Nè, ông ơi, tụi con hàng tháng thăm viếng ông. Thì bây giờ lớn tuổi không có làm ăn gì được, đau bệnh. Thì hàng ngày ông niệm Phật để chi hồi hướng công đức cho anh chị em chúng con mạnh khỏe. Hàng tháng đến thăm ông thường với niệm Phật để hồi hướng công đức cho những cái người bỏ công sức đóng góp gạo tiền cho ông nghe. Nha. Đó là về có dư không? Đó là bà mà. Ông 86 bà như vậy? À, 70 rồi. Bà này nhỏ hơn ổng. Đi mắt đi cái gì chăm cái giò rửa tay cái chăm thủi đúng luôn. Dạ rồi ông ơi ông ráng cố gắng niệm Phật nha. Dạ. 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 Nè chỗ ở nè. Dạ. Chân của chú có bị sao không? Sẹp cơ luôn vậy.
không liệt bên rồi vậy thôi mình đi ha, tranh thủ đứng không được rồi tranh thủ đi nha. Dạ thôi cô cố gắng niệm Phật nha cô. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, mấy anh em đồng đạo tiếp tục quay trở ra ha, trở ra bồ ơi. Đó, anh em đồng đạo đi. Chị muốn đi đi hả? Anh em tiếp tục chạy nữa. Chiếc xe tải chở đồ thì ở ngoài đường rồi, mấy anh em đồng đạo thì chuyển nghỉ cô chú ơi. Quay lại. Đó, đoàn rồi tiếp tục đi tiếp tục. Chạy vô luôn để ướt gạo. Ủa vô đây được mua hả? Dạ, đi đường này nè anh ơi, anh Dũng ơi. Nhà bên đó hả? Dạ, thì hiện giờ đồng đạo Út đang vác gạo để qua. Có rồi. À. Lỡ rồi. Đi được không? Được. À, đi cậu ha. Đừng nói bán xong nha. Chưa, để dính cây. Cẩn thận nha chị. Hoặc đổ con. Trước đây đừng lậu vậy. Đi cậu khỉ. Chào dì hai ơi. Đây nhà của dì hai vậy nè. Khỏe không con? Hả? Cụ nè ở đây là ở đậu nhà đất cháu. Hồi xưa là hai mẹ con. Rồi bà cụ già qua đời rồi, nuôi hồi đó nuôi bà cụ với con này. Dạ. Bây giờ mẹ chết rồi, bây giờ nuôi tới con. Dạ. Con này rất là tốt, có mình lên nè. Tôi thấy đó, đó đọc cái chuối bán rồi cái cọi còn cái động đâu á đó, không đó. Dạ. Chỉ là gặp có chuối hay gạo bán đâu mà vườn này là của người ta cái bán. Cái này Phật các bà. Hồi đó bà má già mười mấy tuổi đi lẫn á. Rồi cái đầu cái nó gãy lật lè kìa. Vậy sao đi? Ờ à, lật lè kìa sao không đi được? Trời ơi vậy rồi cái vợ bà lớn sao đi? Thì chống chạy đi vậy chứ sao vợ? Bà chỉ lớn vậy nó lật lè đó nè. Lật nè. Bà nhiêu tuổi rồi? À 71 rồi. Đó má chết bao nhiêu tuổi? Má chết á má
84 tuổi đó, nuôi hai mẹ con bà lãnh mấy cái cây tre buộc lại rồi đó nuôi mẹ chết xong rồi chờ tới tu bà dạ quý có dạ, mà dạ, đưa sạc kia hết rồi bị dạ, em bằng cỏ đó, đó rồi rồi dạ, 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 con cảm ơn dạ, con kính chúc sức khỏe bình an nha bà nha Di Đà Phật rồi đi bà dạ dạ thôi con chào gì rồi đồng đạo mình tiếp tục đi đi theo thăm hoàn cảnh khác nữa thì đi là đâu từng nhà ăn vậy luôn đó vậy mỗi ngày nữa xong cái gì ý gì sao nấu ngọn sáu của chị Na.